Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi và còn không đến một ngày nữa thôi. Chúng ta sẽ đến cái sự kiện lớn của tuần này. Đó chính là cái sự kiện liên quan tới Fed và lãi suất. Thì ngày mai chúng ta sẽ biết được những thông tin mới nhất về Thuận có thêm một số những tài liệu tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta cũng có một cái thông tin lớn liên quan tới cái vụ kiện giữa Ripple và SEC. Chúng ta cũng à, vừa nhận được một cái văn bản báo cáo kinh tế mới nhất đến từ nhà trắng và trong đó có một phần liên quan đến crypto thì nhà trắng nghĩ sao về thị trường crypto chúng ta cũng sẽ nói về điều đó và một số những thông tin nổi bật khác nhưng mà đầu tiên hết thì chúng ta hãy nhìn vào tình hình chung của thị trường tài chính hôm nay ra sao thì nếu như các bạn nhìn vào trên màn hình ấy, chúng ta có ba chỉ số chứng khoán hôm nay đều là màu xanh hết chúng ta tiếp tục có cái sự hồi phục của chỉ số Nasdaq tăng 1.58%, S&P 500 tăng 1.3 và Dow Jones hôm nay tăng gần như là 1% các bạn. À, còn về pre-market thì bây giờ rất là im lặng luôn các bạn thấy được là bây giờ hầu như mọi người đang chờ đợi xem coi là Fed có quyết định như thế nào không những là Fed sẽ có quyết định nhưng mà ta lại xuất tăng ra sao mà điều quan trọng hơn đó là giọng điệu của Fed như thế nào và Fed nghĩ gì về những cuộc họp kế tiếp trong năm nay chúng ta có thấy giọng điệu là Fed sẽ ngưng tăng và khi nào mới giảm lãi suất đó là điều mà mọi người đang chờ đợi cho nên thì bây giờ chúng ta thấy được là cả ba chỉ số Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures thì không có sự thay đổi nhiều các bạn hầu như là gần 0% hiện tại không rõ xu hướng còn về hợp đồng dầu thì sao hợp đồng dầu đó hôm nay thì xuống 0.89% nhưng mà giá dầu các bạn thấy được đã tăng lên một chút À, từ lúc mà xuống giá thấp khoảng chừng là 65-67 đô cho một thùng dầu thì bây giờ đã trả trở về gần về cái mức là 70 đô cho một thùng dầu Còn về vàng thì sao? Vàng thì chúng ta thấy được là vẫn giữ trên 1900 đô Bây giờ là mức 1945 đô tăng 0.25% ngày hôm nay Còn về crypto thì sao các bạn? Crypto thì thật ra hôm nay nó cũng khá là im lặng khi mà chúng ta nhìn vào giá cả của BTC thì ở cái mức hiện bây giờ là 28.248 Thì cũng như ngày hôm qua mà thôi các bạn Cao một chút tăng 0.8% Cũng khỏe đáng kể Chúng ta có Ethereum tăng 2.4% nhưng mà chúng ta lại có một đồng trong top 10 này tăng rất là mạnh đó chính là XRP các bạn tại sao vậy tại vì chúng ta có một cái thông tin gì thì kết quả mọi người nghĩ sẽ ra sao các bạn chúng ta có một trong những luật sư mà thường hay theo dõi sát cái vụ kiện này đó chính là luật sư John Deaton thì luật sư John Deaton đã nghĩ gì thì để thường chia sẻ cái phần này với các bạn rồi sau đó thường sẽ đưa cho các bạn một cái ví dụ để các bạn dễ hình dung hơn Luật sư John Deaton lập luận là khả năng Ripple thắng kiện lớn hơn vì Ripple có thể chứng minh là hành động của SEC không công bằng. Ripple đã cũng đã nhấn mạnh điểm này với đề thẩm phán và lấy ví dụ sự kiện của SEC và công ty Voyager gần đây. Các bạn đã nhớ là Voyager là công ty mà đã khai bị phá sản rồi sau đó à, đi đấu giá tài sản thì cuối cùng đó, tài sản đã được thu mua bởi Binance US. Rồi à, ngay lúc đó các bạn thì được là SEC đã cử một luật sư đến rồi phản đối là không cho phép Voyager bán lợi tài sản cho Binance US vì lý do là SEC nghĩ token VGX token của sàn Voyager trước đây đó, là một chứng khoán. Kết quả thì các bạn đã nhớ rồi, thẩm phán Wiles đã bác bỏ lập luận của SEC cũng vì lý do là không có thông báo một cách công bằng. Nếu như mà SEC nghĩ token VGX là chứng khoán và VGX đã có vài năm thì tại sao đến bây giờ mới lên tiếng và sau đó thì SEC cũng đã để đơn để mà khiếu nại nhưng mà cuối cùng lại bị bác bỏ thêm một lần nữa các bạn. Và đến phút cuối đó thì SEC vẫn thua trong một sự kiện này. Cũng như là XRP đã có nhiều năm, tại sao mà SEC không nói gì mà đột ngột đi kiện đó là lý do tại sao mà công ty Ripple nói là SEC không có thông báo công bằng Tại nếu như mà SEC thông báo với họ thì họ có thể đã ngừng không bán token XRP này nữa Tại sao lại để nhiều năm trôi qua bây giờ mới đi kiện họ như vậy Nếu như mà SEC nói là lý do tại vì đến bây giờ SEC mới nhận ra XRP là chứng khoán Như vậy thì làm sao mà công ty Ripple biết token XRP là chứng khoán và ngưng bán trước đó Nếu như mà ngay cả SEC cũng không biết trước đó các bạn thấy được là nếu các bạn bỏ ra 100 triệu để mà mướn như luật sư thì các bạn sẽ có những luật sư giỏi như thế này à, và để hướng cho các bạn một cái ví dụ các bạn dễ hiểu hơn tại vì khi mình đọc lại phần này có thể nhiều bạn cũng cảm thấy là khó hiểu nghe như là hiểu nhưng mà nghĩ lại cũng không hiểu thì một ví dụ đơn giản hơn đó là giả sử như các bạn đang chạy xe trên một đường xa lộ đi đường xa lộ này đó không có cái bảng là cho các bạn chạy bao nhiêu km một giờ hay là miles một giờ giả sử là các bạn chỉ được quyền chạy dưới cái mức nào đó mà thôi nhưng mà hoàn toàn không có bản nào hết và cũng hơi thông báo thì mỗi ngày đó các bạn đều chạy mọi người đều chạy chạy theo cách mà mình thích chạy một ngày nào đó đó đột nhiên lại có một cảnh sát giao thông ở đó và họ lại bật đèn kêu các bạn vào lời Tại vì họ nói là các bạn đã chạy quá tốc độ Nhưng mà các bạn đã nói là chạy quá tốc độ là bao nhiêu Thì cái người cảnh sát này mới nói là bây giờ chỉ cho phép chạy như là dưới 65 miles một giờ hay là dưới 100 km một giờ mà thôi rồi các bạn nói là ở đây thì suy đâu có bảng nào đâu rồi cảnh sát đó lại À, chỉ các bạn là có các bạn nhỏ nhỏ đó mới vừa đẩy lên à, hồi sáng này thì à, các bạn sẽ cảm thấy được là cái này nó không có được công bằng không ai thông báo gì hết tự nhiên mọi người đều chạy như là bình thường bây giờ mọi người lại à, bị phạt là chạy quá tốc độ như vậy mà không có bất cứ một thông báo nào trước đó chứ nếu như mà biết trước là đây là con đường chỉ cho phép chạy dưới một cái à, tốc độ nào đó thì mọi người sẽ không chạy quá tốc độ cũng tương tự như là chuyện đang xảy ra hiện bây giờ công ty ripple đập lượng là nếu như mà sec nói trước XRP đối với họ là chứng khoán thì đã từ lâu công ty Ripple đã ngừng và không bán đồng XRP này nữa, tại vì SEC đã biết là họ bán đồng XRP nhiều năm rồi, các bạn XRP đi được bán rất rất nhiều năm rồi, thì tại sao mà đến bây giờ SEC đột ngột nói là không? Bây giờ đó, tôi tôi coi XRP là chứng khoán, cho nên anh đã vi phạm luật và vi phạm luật đã nhiều nhiều năm rồi, cái này là không hợp lý đối với lại công ty Ripple, đó cũng là lý do mà họ à, lên tiếng nói là cái này là không công bằng, tại vì nếu như mà SEC chỉ mới nhận ra được đây là một chứng khoán thì cũng tương tự nếu như mà SEC cũng không biết thì làm sao mà họ biết được cho nên họ hoàn toàn không có lỗi gì đây hết đó là cái lập luận đến từ công ty Ripple các bạn hy vọng là cái ví dụ này để các bạn hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra và vì lý do đó các bạn được là có rất nhiều người cũng à, rất là hào hứng và đã dẫn đến chúng ta có một cái sự tăng trưởng của đồng XRP tăng 20% ngày hôm nay trong khi mà phần lớn cái đồng ngày hôm nay thì cũng xanh nhưng mà không xanh như vậy cả thị crypto đó thì hôm nay tăng 1 cho các bạn ở à, mức là hơn 1.2 nghìn tỷ hiện tại. Nhưng mà đó không phải là cái thông tin lớn nhất đâu các bạn. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục nói tới một số những thông tin nổi bật ngày hôm nay đó thì trong video này chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Aegis là một cái dex gốc được xây dựng ở trên Arbitrum mà đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Về tổng quan đó thì Aegis Dex V1 sử dụng cơ chế Uni V2 AMM và các khuyến khích canh tác tập trung vào lượng phát thải trong LSD negative cũng như là sự kết hợp giữa XAEG và token AEG cho sự phát triển lâu dài của giao thức giữ token XAEG sẽ tạo thu nhập giao thức Aegis mong đợi một hiệu suất tốt của giao thức sau khi mà nâng cấp Ethereum Bản khởi dài của giao thức sẽ tập trung vào các luồng có lợi nhuận thật như là công cụ phá sinh và LSD negative và đó là V1 còn về V2 đó thì Aegis V2 sẽ nâng cấp mô hình AMM lên CRV V2 sau Launchpad và giới thiệu cơ chế bỏ phiếu quản trị để kiểm soát quyền phát thải của giao thức thông qua cơ chế bribing. Aegis kỳ vọng sẽ có một cái sự bùng nổ như là CRV và Balancer trong sự sôi động của hệ sinh thái Arbitrum hiện nay. Các bạn có thể xem hai bước đồ minh họa sẽ khác biệt về XAEG giữa V1 và V2. Chúng ta có thể thấy được là XAEG rất quan trọng đối với toàn bộ hệ sinh thái với ý tưởng chính là quản lý tốt việc phát hành token AEG trong hệ thống và đặt cơ chế phần thưởng khác nhau cho các kịch bản ứng dụng khác nhau để bất kỳ ai tham gia vào hệ sinh thái đều có thể tìm thấy một ứng dụng kịch bản phù hợp. Còn về Launchpad thì nhằm mục đích xây dựng tính thanh khoản cho các tài sản Blue Chip giao thức sẽ tập trung vào việc cung cấp các ưu đãi phát thải cho các tài sản Blue Chip có lợi nhuận thật như tài sản phái sinh và LSD. Việc phát thải sẽ bao gồm AEG và XAEG và stake AEG để claim XAEG để kiếm được doanh thu từ phí trên nền tảng. V2 sẽ giới thiệu quản trị bỏ phiếu dựa trên XAEG, mở rộng quyền của chủ sở hữu XAEG và chuyển đổi quản trị của giao thức sang cộng đồng và hệ sinh thái. AEG là cái token gốc của Ages với tổng nguồn cung là một triệu token và FDV trị giá 3 triệu đô khi ra mắt. Các thông tin cho những bạn nào mà quan tâm thì sẽ có ở phần mô tả bên dưới cái video này. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay AsiaDex Và chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói tới một số những thông tin nổi bật trong video này Thông tin lớn nhất hồi sáng này đó chính là một cái cuộc trò chuyện của Janet Yellen nghĩa là Bộ trưởng Bộ Tài chính ở Hoa Kỳ Và đây là cái cuộc trò chuyện trước khi mà có lời phát biểu chính thức đến từ Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen với Hiệp hội Ngân hàng ở Hoa Kỳ, có nghĩa là American Banking Association Có rất là nhiều bạn có đã biết là bản thân thường cũng là hội viên của American Banking Association cho nên thân cũng rất là rành về cái đơn vị này và trong cái buổi trò chuyện này đó chanel jolin đã chia sẻ một điều điều này đó đã khiến cho thị trường đã có cái sự lạc quan trở lại ngày hôm nay và cũng khiến cho cổ phiếu của một số ngân hàng có sự tăng trưởng các bạn thì chanel jolin nói gì bộ trưởng tài chính chanel jolin cho biết đó là chính phủ hoa kỳ sẵn sàng đảm bảo tiền gửi ngân hàng được an toàn cho tất cả ngân hàng nhỏ nào mà gặp vấn đề các bạn Bà ta bây giờ đây thì vẫn chưa dám nói là tất cả ngân hàng lớn nhỏ nhưng mà chỉ nói là nếu như có một ngân hàng nhỏ mà gặp cái vấn đề tương tự như SVB mà bây giờ vay mượn tiền từ Fed cũng không đủ đó thì Bộ trưởng Bộ Tài chính nói là sẽ đảm bảo cho cái số tiền gửi mà không bị hao gì hết thì đảm bảo cách nào các bạn đây là điều mà bà ta cũng không có nói rõ tại vì các bạn nên nhớ là hiện bây giờ chúng ta vẫn đang dằn co cái gì nợ trần hiện bây giờ trên căn bản đó cái số tiền mà chính phủ Hoa Kỳ đang có hiện tại chỉ đủ để mà duy trì tới khoảng chừng tháng 6 mà thôi từ đây đến tháng 6 đó thì chúng ta sẽ thấy được là một trong hai điều xảy ra một là chính phủ Hoa Kỳ hết tiền và phá sản còn hai là cái nợ trần sẽ được nâng lên các bạn nghĩ điều gì xảy ra đương nhiên là trần sẽ được nâng lên rồi các bạn lần nào cũng như vậy mấy chục năm nay rồi mấy chục lần thì đều kết quả giống nhau hết nợ trần sẽ được nâng lên và ngay cả chủ tịch Fed cũng nói là không có cách nào khác hơn là nợ trần cần phải được nâng lên và đó là cách giải quyết duy nhất hiện bây giờ thì uh, tiền ở đâu ra để mà đảm bảo những ngân hàng này các bạn đương nhiên là lại phải uh, nâng nợ trần lên lại phải đi uh, bán trái phiếu rồi fed lại phải đi thu mua trái phiếu đó để mà in tiền bơm vào trong thị trường đó là điều mà không thể tránh khỏi rồi các bạn nhưng mà ít ra đó thì lời nói này cũng đã khiến cho một số những ngân hàng mà đang tơi tả bây giờ như là first public cũng đã có một cái sự hồi phục là gần như 30% mươi ngày hôm nay nhưng mà sau khi đóng cửa đó thì uh, lại bị giảm thêm 9% các bạn khi mà chúng ta nhìn con số này đó thì uh, có thể là các bạn cảm thấy nhiều nhưng mà thật ra đó các bạn nên nhớ là cổ phiếu First Republic cách đây khoảng chừng là 3 tuần đầu tháng này cổ phiếu của ngân hàng này đó là ở cái mức là 123 đô các bạn. Trong vòng 3 tuần thôi mà ngân hàng này cổ phiếu chỉ còn có 15 đồng 77 sen mà thôi. Và các bạn nên nhớ đó là chỉ trong thời gian 5 ngày qua thôi cổ phiếu này đã giảm 60% rồi một tháng qua cổ phiếu này đã giảm 87% thì sau khi mà có lời phát biểu đó đó thì cổ phiếu này cũng đã được bộ có sự phục nhẹ nhưng mà sau đó lại bị giảm thêm 9% sau khi mà đóng cửa và những lời nói này đó thì hoàn toàn đi ngược lại với những lời nói của bộ trưởng tài chính cách đây không lâu các bạn ngày 12 tháng 3 có nghĩa là cách đây khoảng chừng là 9 ngày lúc đó thì bộ trưởng tài chính nói gì bộ trưởng tài chính cho nên nói là chính phủ hoa kỳ sẽ không cứu ngân hàng svb hay là những ngân hàng nào hết kết quả thì sao các bạn kết quả thì trong vòng 9 ngày thôi tất cả lại thay đổi 180 độ bây giờ thì lên tiếng nói là tất cả những ngân hàng nào nhỏ mà bị vấn đề đó thì chính Hoa Kỳ sẽ đứng ra đeo và đảm bảo có số tiền gửi tại vì thường nghĩ là bà ta hy vọng là với cái sự đảm bảo đó với lời nói của bà ta người ta sẽ an tâm hơn và không đến ngân hàng rút tiền khi mà không đến ngân hàng rút tiền thì ngân hàng đó cũng sẽ không bị uh, vấn đề và cần phải uh, lấy tiền từ chính phủ các bạn đó là sự hy vọng hiện bây giờ nhưng mà ngay cả với uh, cái mức mà fed cho vay hiện tại đó thì tiền nó từ đầu tới các bạn đơn giản là được in ra mà thôi tại vì có nói sau đi nữa đó thì tiền cũng à, đến từ một nơi nào đó các bạn và nếu như không có thì fed phải tạo ra cái số tiền đó chúng ta cũng đã thấy được là fed cái lúc mà chúng ta nhìn thấy được là cái số tài sản của fed lên tới mức cao là khoảng chừng là tháng tư của năm ngoái đó lúc đó là fed đã có quyết định là bán những cái à, trái phiếu những không trái phiếu này để giảm bớt cái à, cân bằng kế toán của fed tại vì cái cách mà chúng ta nên hiểu khi chúng ta nói đến in tiền thì các bạn nghĩ là có máy in nhưng mà thực ra cái đó một phần nhỏ thôi các bạn. Một phần đó là in ra trên điện tử mà thôi giống như là chính phủ Hoa Kỳ à, họ cần tiền đi bây giờ đó họ cần tiền mà họ không có sẵn tiền mà họ phải chờ thu thuế mới có tiền thì bây giờ chính phủ kỳ có thể bán giấy nợ giấy nợ đó được đảm bảo bởi tiền thuế thu được bởi quốc gia của hoa kỳ người dân sẽ đóng thuế và họ sẽ có thuế và sau đó họ sẽ có tiền để mà trả những cái nợ đó nhưng mà khi mà chúng ta thấy được là tình hình kinh tế không có tốt thì sẽ không có nhiều công ty sẵn sàng thu mua công trái phiếu hoa kỳ đâu tại vì những công ty đó họ cũng đang gặp khó khăn thì như vậy thì công trái phiếu đó bán trài một mặt đó là bán cho nhiều quốc gia khác một mặt khác nữa là phép tự thu mua các bạn fed sẽ lấy cái giấy nợ đó không trái phiếu họ bỏ vào ngân sách kế toán của họ coi như là tài sản, cho nên các bạn thường hay nghe nói tới là total asset có nghĩa là tài sản của Fed, nhưng mà thật ra phần lớn đều giấy nợ hết các bạn. Rồi Fed sẽ dùng máy vi tính để mà bấm một số tiền ở trong cái tài khoản của chính phủ Hoa Kỳ, sau đó thì lại có tiền để mà tiếp tục chi tiêu các bạn. Nó là như vậy mà thôi. Còn một phần tiền khác là được tạo ra từ hệ thống ngân hàng, Thường đã từng chia sẻ sơ sơ với các bạn rồi. Ngân hàng đó thì khi các bạn gửi tiền vào, họ sẽ lưu trữ đâu đó khoảng chừng là 10%, còn lại là họ sẽ đi đầu tư hay là đi cho vay. Thì nếu như bạn gửi ra 1.000 đô, thì ngân hàng giữ lại 100 đô của bạn, rồi sau đó 900 đô đó họ sẽ cho người khác để sử vay đi, rồi bạn khác tới vay 900 đô đó, bạn đã lấy 900 đô đó đi gửi ngân hàng của mình, ngân hàng đó của bạn đó lại giữ lại 10% của 900 đô, nghĩa là 90 đô, 810 đô còn lại thì lại được cho vay cho người khác nữa và người đó lại lấy tiền của các bạn gửi vào ngân hàng của họ rồi cứ thế mà tiếp tục thì đó là một phần rất lớn à, tại sao tiền được sinh ra rất là nhiều nhưng mà nói tới fed ấy, thì chúng ta đã thấy được một điều là sau nhiều tháng quyết tâm đó thì fed cũng đã đẩy cái số tài sản này từ khoảng chừng là gần như 9.000 tỷ các bạn cái này là con số à, tính theo nghìn tỷ à, các bạn đã thấy cái cột bên à, tay trái rồi thì gần như 9.000 tỷ mà họ đã có thể để những trái phiếu này một là hết hạn hai là họ bán tới cái thời điểm đó là ngày 8 tháng 3 của năm nay sau gần như một năm thì họ đã đẩy cái phần này từ gần 9 000 tỷ còn 83 300 tỷ mà thôi không phải là lẻ lắm các bạn nhưng mà cũng coi như là một cái thành tích trong vòng một năm qua các bạn thấy được là khi mà có dịch bệnh thì tiền in qua quá nhiều cho nên cái đường màu xanh này mới tăng lên nhiều như vậy nhưng mà sau đó đó chúng ta lại có cái cuộc khủng hoảng ngân hàng đợt này dẫn đến là đột nhiên chúng ta thấy được là tài sản của Fed lại tăng ngược cho lên từ 8.3 nghìn tỷ lên 8.6 nghìn tỷ có nghĩa là tăng lên khoảng chừng là 300 tỷ các bạn trong thời gian là từ ngày 8 tháng 3 cho đến ngày 15 tháng 3 trong thời gian chỉ có một tuần mà thôi à, có nghĩa là gì có nghĩa là rất nhiều ngân hàng tới để mà vay mượn từ fed họ lấy công trái phiếu đưa cho fed làm thế chấp rồi fed coi đó là, là tài sản rồi sẽ dùng cái máy của mình để thêm một số tiền vào trong cái tài khoản của cái công ty đó rồi tiền cứ thế mà được in ra cái phần này đó thuận cũng đã giải thích một vài lần với các bạn rồi nhưng mà thuận cũng thích lặp lập lại cái phần này tại vì đây là một phần mình cũng khá phức tạp có một số bạn nói là tại vì thuận nói tới nó lui nhiều lần cho nên từ từ đó các bạn đó cũng đã hiểu hơn cho nên thuận cố gắng chia sẻ khi nào mà có thể để các bạn có thể nắm được cái phần này tại đây là một phần rất quan trọng trong thị trường tài chính và đây không phải là cách hoạt động duy nhất của fed cho các bạn tất cả những hàng trung mương nó hoạt động đều tương tự như vậy cho nên đó là điều các bạn cần phải nắm được Và đương nhiên nói tới Fed Nói tới những điều đang xảy ra thì ngày mai Fed sẽ mở cái cuộc họp các bạn Và thật ra cuộc họp đã diễn ra từ hôm nay rồi Nhưng mà ngày mai sẽ kết thúc Và ngày mai đó, kết quả sẽ ra sao Thì hiện bây giờ các bạn đã thấy được là Tính tới cái phần trăm hợp đồng tương lai của CME Thì 84.9% đang nghiêng về là Fed sẽ tăng 0.25% phần còn lại 15% phần trăm nhỏ hơn nhiều nghĩ là Fed sẽ không tăng lãi suất có nghĩa là tới hiện bây giờ không còn đúng một ngày nữa mà chúng ta vẫn thấy được là bây giờ thị trường vẫn nghiêng về là Fed sẽ tăng 0.25 thì các bạn nghĩ sao các bạn nghĩ là Fed sẽ tăng như thế nào hay là không tăng hay là thậm chí giảm như là Elon Musk đang kêu gọi thì Thuận đã có một cuộc bỏ phiếu để refresh channel lại xem coi là kết quả bỏ phiếu hiện bây giờ ra sao cũng có rất nhiều bạn ủng hộ và đã tham gia cuộc bỏ phiếu này ở trên telegram chúng ta đã có gần như 2.000 bạn bỏ phiếu và 59% nghĩ là Fed ngày mai sẽ tăng lãi suất là 0.25%, à, còn lại là 21% nghĩ là sự giữ nguyên lãi suất đó là cái phần lớn nhất. À, kế đó chúng ta thấy được là ở trên Twitter cũng có bài bỏ phiếu tương tự và chúng ta cũng có à, khoảng chừng 1.300 bạn đã tham gia và kết quả cũng tương tự các bạn. 50% nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất 0.25%, kế đó là giữ nguyên lãi suất cái phần trăm nhỏ hơn nhiều và ở trên YouTube cũng có một bài cổ phiếu tương tự thì kết quả cũng tương tự luôn. Nói chung đó thì phần lớn cộng đồng thùng capital à, nghĩ là ngày mai Fed sẽ tăng lãi suất 0.25%, cái khả năng đó là cao hơn là khả năng không tăng và rất ít bạn nghĩ là sẽ giảm lãi suất hay là tăng 0.5. Tôi nghĩ là bây giờ với tình hình này mà Fed cương quyết tăng 0.5% thì thị trường sẽ đâm rất là mạnh và không biết chuyện gì xảy ra các bạn. Còn nếu như mà Fed không tăng thì sao? Nếu như mà Fed không tăng thì tôi nghĩ là sẽ gửi một cái thông điệp khiến cho nhiều người mất lòng tin như thường đã từng chia sẻ với các bạn rồi. Tại vì cách đây khoảng chừng là hai tuần đó ở trước mặt quốc hội Fed đã cương quyết nói là sẽ tiếp tục tăng lãi suất thậm chí còn sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn nữa có nghĩa là tăng 0.5% các bạn À, nhưng mà bây giờ đó, gặp cái sự cố đi ngoài ngân hàng nếu mà Fed cương quyết tăng thì thường dự chia sẻ rồi tình hình nó sẽ cực kỳ bất ổn nếu như không tăng thì chẳng khác gì mất hết mặt mũi các bạn cho nên thường nghĩ là Fed sẽ lựa chọn cái cách ôn hòa nhất là tăng 0.25 nhưng mà quan trọng hơn đó là cuộc họp tháng 5 mọi người nghĩ như thế nào thì cho đến ngày hôm nay đó mọi người nghĩ là cuộc họp tháng 5 đã thay đổi một chút rồi phần lớn nghĩ chúng ta sẽ có thêm một đợt tăng nữa là 0.25. Khi nào Fed mới ngưng tăng và giảm lãi suất thì chúng ta thấy được là cuộc họp tháng 6 đó thì nếu như mà tăng lên tới 5.25 thì cuộc họp tháng 6 đó chúng ta được là phần lớn mọi người nghĩ là Fed một là giữ nguyên, hai là giảm lãi suất tháng 6. Có nghĩa là chúng ta có thể thấy được Fed tăng đợt này rồi tăng thêm một đợt nữa mà thôi. Ngày mai chúng ta sẽ biết thêm thông tin chi tiết. Và đối đầu với nhiều cái sự bất ổn này đó thì chúng ta lại thấy được là Bitcoin lại là một trong những cái tiêu đề được nói tới rất là nhiều và đã lên trang chính một lần nữa trên CNBC các bạn nếu như các bạn lên trên trang chính của CNBC đó thì ngay cái trang này chúng ta thì được là có cái tài liệu nói về Bitcoin và Ether nói là Bitcoin và Ether tăng trưởng trong một sự hỗn loạn này thật ra rất nhiều người đang quan tâm đến btc ở thời điểm hiện tại các bạn tại vì chúng ta thấy được là tình hình bất ổn chúng ta lại thấy được một trong những tài sản mà có sự tăng trưởng mạnh như vậy đó chính là bitcoin dẫn đến rất nhiều người quan tâm tại vì nếu mà chúng ta à, nhìn vào cái sự tăng trưởng của vàng thì vàng cũng có sự tăng trưởng gần đây trong cái sự hỗn loạn này nhưng mà đã không tăng như là btc đặc biệt hơn là chúng ta nhìn vào một trong những lập luận đến từ bloomberg các bạn mike McClone từ bloomberg đã đưa ra một cái lập luận là bitcoin thì có một số ưu điểm tốt hơn là vàng ở trong những trường hợp như thế này thứ nhất là bitcoin vẫn là một cái tài sản nó có vốn hóa nhỏ cho nên vẫn là một tài sản mà đang trên con đường tăng trưởng cho nên phần trăm có thể là tăng trưởng rất là nhanh thứ nhì nữa là bitcoin có một cái tài sản gọi là diminishing supply có nghĩa là đây là một loại tài sản mà sẽ khan hiếm theo thời gian không những là bitcoin có số ấn định là 21 triệu tổng cộng mà theo thời gian đó cái số lượng bitcoin được lưu thông càng ngày càng ít đi tại vì có một số người họ sẽ à, mất đi khóa cá nhân họ sẽ qua đời mà không ai biết được làm sao để mình di chuyển số lượng btc đó rất nhiều bitcoin trước đây đó những ngày đầu tiên không đáng giá người ta à, đã quăng luôn ổ cứng các bạn cho nên rất nhiều bitcoin trên căn bản đó đã bị mất đi rồi cho nên Bitcoin ngày lại càng khan hiếm hơn Và Mike McClone lập luận là trong cái tình hình mà có những ngân hàng gặp vấn đề như thế này đó Thì đương nhiên Fed, Bộ Tài chính phải ra để mà cứu trợ Nhưng mà nếu nói là sẽ in tiền nhiều Thì chắc cũng không nên nói gì đâu Tại vì uh, câu chuyện liên quan tới in tiền dẫn đến lạm phát cao Là một câu chuyện rất là mới Thường uh, thì chúng ta phải có một thời gian trôi qua Mọi người lãng quên câu chuyện in tiền dẫn đến lạm phát rồi Thì uh, chính phủ mới bắt đầu in tiền nhiều trở lại Nhưng bây giờ còn quá mới Thì khả năng là sẽ không có nhiều tiền in ra đâu Cho nên kết luận của Mike Macron từ Bloomberg uh, Là chúng ta sẽ đi vào một suy thoái tài chính Đó là điều mà không thể chắc khỏi nếu chúng ta không có siêu ra tài chính thì đối với Mike McClone từ Bloomberg đó mới là một điều bất ngờ và trong trường hợp mà có siêu thoát tài chính thì Mike McClone nghĩ là mọi người sẽ tích lũy vàng trái phiếu và BTC có thể là vàng BTC thì dễ hiểu nhưng mà trái phiếu là một điều cảm thấy có hiểu hơn có thể là Mike McClone nói đúng tại vì trái phiếu bây giờ đang ở mức rất là thấp các bạn tại vì lãi suất tăng cao thì giá trái phiếu thấp nếu như mà những người nào mà không cần tiền gấp họ có thể là mua trái phiếu ở mức giá thấp rồi họ chờ đến khi mà hết hạn thì họ sẽ lấy lại được cái mức giá ứng định của trái phiếu đó cộng với lãi suất thì họ cũng có lời à, có thể là Michael nói đúng nhưng mà nhiều người nghĩ đến vàng hay là BTC hơn và nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của vàng đó thì nếu như mà thuận trở lại cái thời điểm mà khủng hoảng năm 2008 Vì bạn có nên nhớ là thuận bắt đầu làm trong ngành tài chính làm trong công ty chứng khoán à, bắt đầu là tháng 7 của năm 2008 sau lại chùa Life 4 nhưng mà tôi nghĩ lúc đó nhiều người cũng chưa có nhận ra được là có vấn đề đâu sau khi Lehman Brothers phá sản rồi đó thì một thời gian sau mọi người mới thực sự biết cái sự ảnh hưởng như thế nào. Nhưng mà nếu chúng ta tính cái mức giá vàng ở mức thấp đi của năm 2008 là tháng 10 của thời điểm đó thì từ cái lúc đó từ tháng 10 2008 cho đến là tháng 9 của 2011, giá vàng đã có một cái sự tăng trưởng rất là đáng kể các bạn, tăng tổng cộng là 181% ờ trong cái thời gian đó. Đó là cái thời gian mà có sự khủng hoảng xảy ra thì đúng là năm 2008 hay là 9 chúng ta đã thấy được giá vàng có sự tăng trưởng rất mạnh mãi đến năm 2011 luôn. Và đây là một trong những cái dẫn chứng mà nhiều người nói đến là khi mà tình hình kinh tế bất ổn thì mọi người đi tìm tới một nơi chú ẩn an toàn và đó chính là vàng và cách đây Thời gian là hơn 10 năm thì đó vẫn là sự thật các bạn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ đây thì chúng ta đang đối đầu với một cái sự kiện mà nhiều gọi là mini bank crisis. Nghĩa là một cái à, sự sụp đổ ngân hàng nhỏ. Thì chúng ta thấy được giá vàng như thế nào? Giá vàng nói, nói chung thì cũng có một cái sự tăng trưởng các bạn. Nhưng mà không đáng kể nữa. Chúng ta có thể nhìn thấy được là bắt đầu chúng ta nghe nói những sự kiện liên quan tới SVP. Là khoảng chừng là ngày 10 tây tháng 3 các bạn. Sau đó thì giá vàng cũng đã có một cái sự tăng trưởng lên. Nhưng mà từ mức đó tới bây giờ đó thì tăng trưởng tính tới mức cao nhất là cách đây 2 ngày thì giá vàng tăng khoảng chừng là 10% mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta so sánh với lại BTC đó thì đương nhiên BTC đã không có năm 2008 cho nên không thể nào mà so sánh được. Nhưng mà trong cái đợt mini bank run này đó thì chúng ta đã thấy được là BTC đã có một cái sự tăng trưởng cũng rất đáng kể các bạn, tăng từ cái mức là ngày 10 tháng 3 cho đến thời điểm cao nhất là ngày hôm qua đó tăng 45% các bạn 45% trong thời gian chỉ có khoảng chừng là không tới 2 tuần đã tăng 45% rồi và nếu chúng ta tính từ đầu năm tới bây giờ đó thì chúng ta được là giá của BDC đã tăng khoảng chừng là 70% từ đầu năm tới bây giờ thì cái phần trăm tăng trưởng của BDC thật sự là rất đáng kể và cũng cho chúng ta thấy được là có khả năng tôi nói là có khả năng mà thôi là trong những cái thời điểm tương tự như là trước đây đó thì mọi người sẽ đi tìm đến vàng nhưng mà bây giờ đó thì đương nhiên cũng có người đi tìm đến vàng nhưng mà có thể là nhiều người tìm đến btc hơn chúng ta có thể đang chứng kiến điều đó xảy ra vẫn còn quá sớm để có thể nói điều đó nhưng mà ít nhiều gì đây là dấu hiệu ban đầu chúng ta đã nhận ra được và thật ra đó mỗi người thì đều có mỗi cái suy nghĩ và mỗi lòng tin có rất nhiều người tin tưởng vào vàng thì cũng được thôi các bạn nhưng mà bản thân thuận đó, thì chỉ thích lưu trữ crypto và phần lớn là lưu trữ btc mà thôi và bạn bè của thuận ở cái lứa tuổi này hay là nhỏ hơn đó, thì phần lớn cũng không có ai lưu trữ vàng hết cho bạn các bạn có quen biết ai mà lưu trữ nhiều vàng hay không đây là câu hỏi thật, Thuận muốn hỏi các bạn Ngoại trừ đương nhiên là những người như là ba mẹ mình hay những người lớn tuổi hơn đã lưu trữ bàn thì điều đó Thuận hiểu Nhưng mà nếu như cái lứa tuổi cỡ như uh, bà Thuận và nhiều bạn và nhỏ hơn đó thì các bạn có thật sự biết nhiều người lưu trữ vàng và xem vàng như là một tài sản chú ẩn uh, lưu trữ dài hạn hay không thì các bạn hãy comment ở bên dưới có thể là tại vì cái nhóm bạn thường quan biết Đó là như vậy nhưng mà có thể là nhiều bạn thì cũng có nhiều bạn bè lưu trữ vàng thôi chỉ tò mò muốn hỏi như vậy mà thôi nhưng mà trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy được là giá của BTC thực sự đã tỏa sáng ít ra từ đầu năm tới bây giờ và nhất là trong vòng 2 tuần qua và BTC đang là một trọng tâm được nói tới bởi nhiều trang web liên quan tới tài chính